Kính thưa quý vị, trong cuộc đua vươn lên vị trí hàng đầu trong thị trường điện thoại, theo khảo sát mới đây của Counterpoint, lần đầu tiên hãng điện thoại Huawei của Trung Quốc đã vượt Apple vươn lên dẫn vị trí thứ hai về thị phần trong thị trường điện thoại. Theo báo cáo, công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc là Huawei lần đầu tiên đã vượt đối thủ Apple, vươn lên trở thành hãng điện thoại lớn thứ hai trên thế giới khi xét theo quy mô doanh thu. Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Counterpoint, doanh số bán hàng trong tháng 6 và tháng 7 của Huawei đã vượt qua Apple. Xét theo thị phần thì Huawei chiếm 12% và Apple chiếm 9% thị trường điện thoại. Samsung vẫn giữ ngôi vị đầu bảng với thị phần chiếm đến 20%. Doanh số của Huawei đã bắt đầu tăng mạnh kể từ hồi tháng 3 năm 2017, trong khi đó thì doanh số của Apple lại bắt đầu giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017. Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cũng cho biết là Huawei đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu thị trường và cũng như các chính sách phát triển thị trường, hệ thống sản xuất, chiến lược marketing và mở rộng các kênh bán hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, doanh số của Huawei hiện đang bị phụ thuộc quá lớn vào phân khúc thị trường tại Trung Quốc và các thị trường khác như là Trung Âu, Mỹ Latin, Trung Đông, trong khi đó thì hãng này lại chưa thật sự phát triển mạnh tại khu vực Nam Á, Ấn Độ và Bắc Mỹ.